Đầu tiên, mình dùng primer dưỡng ẩm để làm lớp lót cho lớp nền dưới da vì da mình là da khô nên trong mùa lạnh thường hay bị bong tróc da. Primer này sẽ giúp da mình đỡ bị khô hơn cho lớp nền đẹp và tự nhiên hơn. Tiếp theo, mình dùng kem nền True Match của L'Oreal. Loại kem nền này có độ che phủ khá cao và cho lớp nền mịn màng, lại có thành phần ngọc trai nên kem nền có ánh nhũ nhẹ nữa. Tiếp theo, mình che khuyết điểm ở vùng mắt, xung quanh mũi và miệng để cho lớp nền được hoàn hảo hơn. Dùng một lớp phấn mỏng, phủ nhẹ để set lớp nền trước khi vào các bước tiếp theo. Vì hôm nay mình sẽ nhấn mạnh phần trang điểm ở mắt và sử dụng son màu đậm nên mình lựa chọn kiểu lông mày ngắn, hơi mảnh và nhạt màu. Trọng tâm của kiểu trang điểm này là đôi mắt. Đầu tiên, mình dùng màu nâu nhạt để tán khắp bầu mắt và hốc mắt, tạo chiều sâu cho đôi mắt. Sau đó, mình dùng màu nâu đậm tán ở phần đuôi mắt để nhấn phần đuôi rồi tán đều cho hai màu mắt hòa quyện lại với nhau. Dùng màu nâu đánh ở mí dưới để mắt trông to hơn nhé. Hôm nay mình sẽ vẽ liner khác thường ngày một chút vì sẽ dài và xếp lên cao hơn để khác biệt so với những kiểu makeup trước đây mà mình đã từng làm. Theo mình bấm mi và chuốt nhẹ mi. Trong makeup này mình sẽ tạo độ sắc sảo cho đôi mắt bằng cách gắn lông mi giả dày hơn ở phía trên. Ở đây mình dán một lớp mi giả và nhấn phần đuôi bằng nửa lớp mi giả khác, làm tương tự với mắt còn lại. Hoàn tất phần mắt, dùng bột mắt màu sáng có nhũ để mắt
trông thật nổi bật. Đây là kiểu đánh mắt phổ biến trong tất cả những dịp lễ hội cuối năm mà, lấp lánh và cực kỳ nổi bật. Ở cuối mi dưới mình gắn thêm những sợi mi giả nữa để làm mi dày hơn, tạo điểm nhấn cho đôi mắt. Giáng sinh thường gắn liền với màu đỏ, vì vậy mình sẽ chọn son màu đỏ nổi bật cho phần môi trong makeup này. Mình hy vọng rằng các bạn sẽ có thật nhiều niềm vui nhân ngày Noel nhé. Merry Christmas!